Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã ủng hộ khóa học Excel văn phòng của Đài Tin Học. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách tạo ra logo chìm, đánh dấu bản quyền tài liệu cho file Excel. Tức là như thế nào? Tức là khi mà các bạn in trang tính Excel ra ấy, thì đằng sau trang giấy Excel của mọi người nó sẽ có cái phần logo chìm như thế này ở phía background, phía sau của trang giấy. Ở đây mình đang chèn logo của Đài Tin Học thì mọi người có thể thấy là trang nào chúng ta cũng sẽ có cái phần logo này nhé. Thì phần logo này sẽ hỗ trợ cho mọi người là giúp các bạn đánh dấu bản quyền cho tài liệu chẳng hạn. Đó. Tuy nhiên thì trong Excel nó lại không có cái phần watermark đơn giản như trong Word, mà chúng ta lại phải sử dụng một cách khác. Đó là chúng ta sẽ mượn cái header và footer để tạo ra những cái logo chìm như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài học của ngày hôm nay nhé. Rồi, để tạo được logo chìm đánh dấu bản quyền tài liệu cho một trang tính Excel, các bạn cần phải sử dụng đến header và footer trong Excel. Như video trước thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cái việc tạo ra header và footer cho trang tính rồi, đúng không? Chúng ta sẽ vào tab Insert này, vào nhóm Text và chọn cho mình header và footer. Tuy nhiên các bạn cũng có thể sử dụng một cách đơn giản hơn, đó chính là các bạn nhìn vào cái thẻ trạng thái, cái thanh trạng thái ở phía dưới này, chuyển sang cho mình cái giao diện xem page layout nhé. Khi đó thì mọi người sẽ để chuột vào vị trí ô chính giữa của header. Được chưa nào? Các bạn sử dụng ô chính giữa của header nhé. Và các bạn chọn lên tab header và footer và chọn cho mình mục picture để insert ảnh logo ra. Các bạn bấm vào from a file để chọn ảnh trong máy. Ở đây thì mình sẽ chọn một cái ảnh là ảnh logo của Đài Tin Học chẳng hạn. Đó, và chúng ta sẽ điều chỉnh một vài thông số liên quan đến bức ảnh này. Thứ nhất thì các bạn cần phải vào Format Picture đã. Format Picture trên tab công cụ. Ở đây các bạn có thể điều chỉnh kích cỡ của logo. Nếu như mà lúc các bạn insert ra cái logo nó quá là to chẳng hạn, mình sẽ điều chỉnh cái logo của mình nó nhỏ thôi. Mình sẽ điều chỉnh thành 10% nhé. Bởi vì cái logo Đài Tin Học của mình nó đang khá là to so với trang giấy. Và cái quan trọng hơn á, cái quan trọng nhất, các bạn cần phải sang thẻ Picture, điều chỉnh color thành washout để các bạn làm mờ đi cái logo đấy, làm mờ cái ảnh đấy đi để tạo ra một cái logo chìm thôi. Chứ nếu các bạn để màu nguyên ý, màu như ảnh gốc thì nó sẽ che mất dữ liệu của các bạn. Được chưa? Ở đây thì mọi người sẽ bấm OK và sau đó thì mọi người click chuột ra ngoài giúp mình nhá. Click chuột ra ngoài. Thì lúc đó các bạn sẽ tạo được cái logo chìm như thế này. Đây chính là logo của Đài Tin Học. Mình làm ví dụ cho mọi người. Bây giờ mình sẽ thử bấm Ctrl P nhá. Khi các bạn vào được cái thẻ giao diện xem trước khi mà in này, thì mọi người sẽ nhìn thấy cái khổ giấy của chúng ta đã có cái logo chìm ở phía trên này. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy là cái logo của mình nó đang bị lệch ở trên lề trên ấy. Nếu mà các bạn muốn điều chỉnh nó ra giữa trang giấy thì các bạn cũng có thể điều chỉnh bằng cách là các bạn lại để chuột vào cái ô chính giữa này, để con trỏ chuột ở trước dấu vàng và thực hiện bấm phím Enter một vài lần giúp mình. Các bạn hiểu là đối với mỗi phím Enter nó sẽ đẩy cái bức ảnh của các bạn xuống dưới một chút, với tạo ra cái khoảng trắng bên trên này này. Đó, ví dụ ở đây mình sẽ đẩy xuống đến khoảng này đi. Đẩy đến khoảng này. Rồi, OK. Đó, thì cái logo của mình sẽ được đẩy xuống phía dưới. Bây giờ mình kiểm tra lại nhé. Đó, như các bạn có thể thấy là mình đã điều chỉnh cái logo của mình xuống ở giữa trang giấy rồi. Trông khá là đẹp rồi đúng không? Và cái logo này thì các bạn lưu ý là nó sẽ xuất hiện ở tất cả các trang giấy của chúng ta, để giúp các bạn là đánh dấu bản quyền tài liệu của mọi người. Mọi người có thể là chèn logo công ty hay logo tổ chức của các bạn vào đây nhé. Đó, và video này thì mình đã hướng dẫn các bạn tạo một cái logo chìm đánh dấu bản quyền cho cái tài liệu Excel của mọi người. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại mọi người trong các video bài giảng tiếp theo của Đài Tin Học nhé.